Ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử với Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ Quân, giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngọc Đạo, Nguyễn Văn Lợi, giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, cùng 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền. Phiên tòa diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân chỉ đạo Lợi thành lập 4 công ty tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các công ty này mua bán lòng vòng để nâng giá và tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân cũng gây sức ép với nhân viên, thành viên tổ chấm thầu ký hợp đồng hồ sơ thầu để 4 công ty do Lợi quản lý trúng thầu với số tiền 345 tỷ đồng. Sau khi trừ giá mua và chi phí, Quân chiếm đoạt gần 104 tỷ đồng. Khi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi, nhưng do Quân sử dụng và chuyển vào tài khoản của vợ Quân là Diễm, chuyển vào tài khoản các công ty Diễm đứng tên để mua tài sản, tổng số tiền Lợi đưa cho Diễm là gần 68 tỷ đồng, trong đó vợ chồng Quân Diễm mua bất động sản gần 52 tỷ đồng. Với gần 36 tỷ đồng Lợi chuyển, Quân chi tiêu cá nhân và mua 2 xe ô tô để Quân sử dụng. Kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định có liên quan đến Diễm. Hành vi của Diễm phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của Quân. Tại cơ quan điều tra, Diễm có thái độ ăn năn hối cải, gia đình có 2 con nhỏ nên đề nghị xem xét khi lượng hình.